chẳng ngại sân cỏ nhân tạo nhưng đội tuyển Việt Nam không được chủ quan ở AFF Cup 2022. Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, việc Singapore muốn đón tiếp tuyển Việt Nam trên sân cỏ nhân tạo không phải vấn đề đáng ngại nếu chúng ta chơi đúng đẳng cấp. Mới đây, phía Singapore đã nêu dự kiến sẽ tổ chức các trận sân nhà tại AFF Cup 2022, bao gồm gặp tuyển Việt Nam trên sân cỏ nhân tạo. Điều đó khiến không ít người lo lắng về việc cầu thủ Việt Nam có thể không quen sân bằng đối thủ hoặc dễ dính chấn thương. Tuy nhiên, cựu danh thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng nghĩ khác. Anh cho rằng với cầu thủ chuyên nghiệp, thực tế mặt cỏ nhân tạo giờ đã trở nên quen thuộc. Sân cỏ nhân tạo nếu làm chất lượng cao, không chênh nhiều so với sân cỏ tự nhiên tốt đâu. Và đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì đá sân nào cũng được thôi. Tất nhiên, vẫn có điểm khác là ở sân cỏ nhân tạo, bóng sẽ nảy hơn một chút, độ bám của giày trên sân cỏ nhân tạo ít hơn một chút so với cỏ tự nhiên. Nhưng nói chung không ảnh hưởng gì lắm. Thực ra nếu chúng ta đẳng cấp hơn thì kể cả khi Singapore đá sân nhà, đá sân cỏ nhân tạo, tuyển Việt Nam vẫn thắng. Đấy mới là hay. Nếu truy về nhiều SEA Games hoặc AFF Cup trước đây, chúng ta không ít lần đá sân cỏ nhân tạo, bao năm nay vẫn thế, không phải chưa từng chơi trên sân cỏ nhân tạo. Chúng ta vẫn có kết quả tốt mà, có ảnh hưởng gì đâu. Thêm nữa bây giờ, nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khi nghỉ phép ở cấp câu lạc bộ vẫn tham gia các giải phong trào, thi đấu cùng các đội phủi họ cũng đá sân 7 người. Sân cỏ nhân tạo mãi đấy, có ảnh hưởng gì đâu. Cỏ nhân tạo bây giờ cũng phổ biến trên toàn thế giới rồi. Cầu thủ chuyên nghiệp cũng đá sân cỏ nhân tạo mãi rồi. Ở các câu lạc bộ V-League bây giờ, hầu như đội bóng nào cũng có sân cỏ nhân tạo để tập khi trời mưa. Vì thế cầu thủ quen hết rồi, không ảnh hưởng gì đâu. Cựu trung vệ tuyển Việt Nam nhấn mạnh, thay vì lo nghĩ chuyện sân cỏ nhân tạo, tuyển Việt Nam sẽ cần tập trung, khiêm tốn tối đa trước thực lực của các đội tại AFF Cup. Như mới đây, khi đấu giao hữu, tuyển Việt Nam với đội hình phụ đã dễ dàng thắng chính Singapore 4-0, nhưng tới giải chính thức, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Những trận vừa rồi chúng ta đá giao hữu, thắng Singapore và Ấn Độ, chưa nói lên gì cả. Khi vào giải chính, mọi thứ sẽ khác đấy. Nhiều đội sẽ không thể hiện như khi họ đá giao hữu đâu. Chúng ta cần thận trọng trước tất cả các đội, trừ các đội quá yếu, chỉ tham gia giải cho đủ mâm. Còn ngay cả tuyển Lào hay Campuchia, nếu chúng ta chủ quan, họ cũng đủ sức khiến chúng ta chật vật đấy. Họ cũng là cầu thủ chuyên nghiệp, đại diện cho cả quốc gia, cũng có tinh thần dân tộc, sự máu lửa, tính nghề nghiệp. Nên các cầu thủ của chúng ta không được phép chủ quan, không được nghĩ mình có đẳng cấp mà coi nhẹ đối thủ. Ở AFF Cup vừa rồi, Thái Lan loại chúng ta đấy thôi. Đôi khi chúng ta được ca ngợi ở các giải U23 mà quên đấy chỉ là cấp U thôi. Cá nhân các cầu thủ phải khiêm tốn, thận trọng, tập trung. Như ở trận giao hữu với Ấn Độ vừa rồi, thắng 3-0, thực tế không phải chúng ta đã chơi hoàn toàn tốt đâu. Có những cầu thủ là trụ cột của tuyển, nhưng chơi chưa tốt đâu. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, AFF Cup 2022 với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Chúng ta sẽ đá trận đầu tiên gặp Lào ngày 24 tháng 12, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Singapore ở lượt trận thứ 3, ngày 2 tháng 1 năm 2023.